Hello, xin chào các bạn. Đúng như lời hứa thì bây giờ là 21 giờ và chị Dung đã có mặt trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay để cùng chúng mình chinh phục bài Tự Tình 2 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương các em nhé. Các bạn đã vào trong buổi học ngày hôm nay rồi thì cùng với chị comment điểm danh ở đây nhé. Và cái phần điểm danh này của các bạn thì các bạn chỉ cần đơn giản là gửi lời chào đến chị cộng với họ tên của các bạn. Và nhớ rằng khi mà các bạn điểm danh trong các buổi học cùng với chị như thế này thì cuối khi mà chiến dịch của chúng mình kết thúc thì các bạn sẽ nhận được một bộ tài liệu vô cùng xịn sò về các tác phẩm trung đại mà chúng mình đã cùng với chị học đấy. Nhớ nhá, trong quá trình mà chúng mình tham gia chiến dịch cùng với chị thì các bạn chú ý cho chị như thế này này. Chúng mình sẽ cùng nhau comment. Các bạn sẽ comment với cú pháp gửi lời chào đến chị được không ạ? Cộng với tên của các em được không? Và cộng với tên bài học của ngày hôm đó. Và trong suốt quá trình học, nếu như mà các bạn tham gia đầy đủ 4 buổi học cùng với chị thì cuối chiến dịch chúng mình sẽ được nhận tài liệu các em nhé. Nhận tài liệu miễn phí được không ạ? Và đây là một cái thao tác rất là đơn giản thôi, và chị muốn chúng mình cùng nhau thực hiện cái thao tác này để làm gì? Để cuối chiến dịch chúng mình có tài liệu xịn sò để cung cấp hành trang cho quá trình học sắp tới của các em. Vậy thì ở đây bây giờ chúng mình cùng với chị thực hiện thao tác này luôn nhé. Các bạn nhớ cho chị cái cú pháp mà các bạn sẽ comment trong buổi học, trong mỗi buổi học, đấy chính là lời chào này cộng với họ và tên của các bạn này, đồng thời ở đây là tên của bài học ngày hôm đó. Và nhớ là chụp ảnh màn hình lại phần comment của các em. Để đến cuối chiến dịch là chị sẽ có 4 phần điểm danh của các bạn qua mỗi bài. Và để rồi chị tổng kết lại, chị sẽ gửi tài liệu miễn phí cho các em. Ok không nào? Các bạn đã hiểu rõ phần này rồi thì các bạn cũng sẽ comment luôn và thực hiện luôn cho chị biết nhá, để chúng mình có tài liệu sau chiến dịch. Ok không nào? Nhớ cho chị, sau khi mà chúng mình cùng với chị tham gia chiến dịch miễn phí này, chúng mình cùng nhau tham gia với tinh thần tích cực, thế nên rất là mong trong quá trình học thì các bạn sẽ tương tác với chị thật là nhiều các em nhé. Đâu rồi, các bạn đâu rồi? Chị chỉ thấy các bạn vào xem thôi mà chưa thấy tương tác với chị đâu. Chưa thấy comment chào chị, chưa thấy comment tên của các em, và cũng chưa thấy comment tên bài học của ngày hôm nay. Để cuối chiến dịch sau 4 buổi cùng với chị, chúng mình sẽ nhận được một cái bộ tài liệu vô cùng xịn sò này đâu. Đâu rồi các bạn, đâu rồi? Các bạn có comment không? Ở đây thì chị vẫn chưa thấy cái phần comment của các bạn, thì không biết là các bạn chưa comment hay là cái phần comment đang bị lỗi thì cũng chưa biết. Đâu rồi, có ai đó có thể thả comment vào cho chị hoặc là thả tim để chị biết là các bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp này của chị hay không? Đâu rồi, ở đây chị có thấy bạn à? Rồi các em đâu rồi? Ở đây thì chúng mình đều tất cả là những bạn cùng với chị mới làm quen cái buổi hôm trước thôi, thì chúng mình cũng chưa biết nhau nhiều. Thế nên trong buổi học chị rất là mong các bạn sẽ có thể comment theo cái cú pháp như thế này, để chị vừa biết tên các em, chúng mình cùng gửi đến nhau những cái lời chào. Và quan trọng hơn cả là sau khi mà các bạn thực hiện đầy đủ các bước như thế này, cái phần điểm danh như thế này rồi, thì cuối cùng chúng mình còn được nhận tài liệu nữa cơ mà. Thế nên nhớ nhá, hãy tương tác với chị, hãy để lại đây cho chị cái phần bình luận theo cú pháp mà chị đã đặt ra để chúng mình được nhận tài liệu các em nhé. Rồi, và chị biết là có lẽ là bây giờ các bạn cũng đang bình luận rồi, và nhớ là chụp ảnh màn hình lại để sau khi chiến dịch kết thúc, chị sẽ đăng một cái bài thông báo là các bạn đã thực hiện đúng và đủ hay chưa. Thì các bạn comment lại đấy cho chị để chị gửi lại tài liệu cho các em nhé. Rồi, các bạn sẽ cứ comment theo đúng cú pháp này để được nhận tài liệu sau khi chiến dịch kết thúc. Và có lẽ bây giờ chúng mình sẽ không nói nhiều nữa và đi trực tiếp luôn vào bài học ngày hôm nay. Và trong buổi ngày hôm nay thì chị đã hứa chúng mình sẽ cùng nhau chinh phục bài Tự Tình 2 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Nhưng có lẽ trước khi bài học của chúng ta bắt đầu thì các bạn biết rồi đấy. Như chị đã nói và tất cả chúng ta đều đã biết, văn học là con đẻ của thời đại. Thì Chế Lan Viên, một nhà thơ, cũng đã từng nói như thế này: dẫu tuyệt bút thì thơ cũng là con đẻ của thời đại. Hay như Tô Hoài thì viết như thế này: trong mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời.
Rồi hay như Belinsky từng nói, thơ trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật. Và thông qua những cái nhận định của những nhà thơ, của những nhà nghiên cứu mà chị vừa mới chỉ ra cho các bạn, thì chốt lại chúng mình sẽ thấy được rằng văn học và cuộc sống có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau, đúng không ạ? À, ở đây chị sẽ để cao phần này lên một chút xíu để chị có cái không gian để chị viết nhé. Thì các bạn có theo dõi được không? Rồi ok. Đây, thông qua cái phần nhận định mà chúng mình vừa mới trao đổi với nhau thì các bạn nhớ cho chị một điều như thế này. Văn học, cuộc sống, chị viết tắt từ cuộc sống nhé, luôn luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Văn học chính là con đẻ của cuộc sống, được không ạ? Và rồi cuộc sống lại có những cái tác động đến với đời sống văn học. Dựa vào đây chúng mình có thể thấy được rằng dù đó là nền văn học trung đại hay là nền văn học hiện đại hay sau này nữa, đó là một cái nền văn học non trẻ ra đời trong cái thời đại của chúng ta, dù là thời đại nào chúng ta đang sống thì nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống văn học của nó. Vậy thì để hiểu hơn về Hồ Xuân Hương, hiểu hơn về văn học trung đại thì các bạn cũng hãy cùng với chị nhớ lại cái dòng chảy lịch sử, cái bối cảnh lịch sử và cái văn hóa để sản sinh ra cái nền văn học đó. Thì bây giờ các bạn chú ý vào đây cho chị. Chúng mình cùng với chị nhìn lại 10 thế kỷ văn học trung đại. Cái phần này thì chị đã cùng với các bạn nhắc nhớ ở buổi trước, nhưng ngày hôm nay khi mà chúng mình chính thức học thì chị muốn nhắc nhớ lại cặn kẽ để các bạn có cái nhìn thấu rõ về 10 thế kỷ văn học. Chỉ khi mà các bạn nhìn thấu rõ 10 thế kỷ văn học trung đại đó thì trong quá trình học chúng ta mới vỡ lẽ ra được nhiều điều. Chúng ta mới thấy được à, hóa ra Hồ Xuân Hương sinh ra trong cái hoàn cảnh bối cảnh lịch sử như thế. Thế nên những cái đó nó cũng tác động phần nhiều tới tác phẩm của bà. Vậy thì bây giờ các bạn chú ý cho chị như thế này. Ở đây thì các bạn lưu ý cho chị cái phần tiến trình này, chị xin phép được ghi lại bằng một cái phần kẻ ngang như thế này. Nếu như các bạn không kịp ghi chép thì các bạn cũng sẽ để lại comment ở đây cho chị để chị nói chậm lại cái phần mà chúng mình đang chia sẻ với nhau nhé. Ok không ạ? Và ở đây các bạn hãy nhớ cho chị 10 thế kỷ văn học trung đại đó được chia ra làm mấy giai đoạn. Các bạn ơi, các bạn có thể tương tác với chị và các bạn comment cái phần câu trả lời của các bạn vào phần bình luận này và chị sẽ đọc được. Ok không ạ? Các bạn lưu ý cho chị 10 thế kỷ văn học trung đại. Được không? Chúng ta sẽ chia nhỏ ra làm 4 giai đoạn. Và với mỗi một giai đoạn thì sẽ chịu cái bối cảnh lịch sử nhất định và chính điều đó sẽ chi phối tới đời sống văn học. Thì các bạn chú ý cho chị, cái giai đoạn đầu tiên các bạn cần phải lưu ý cho chị, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn này sẽ tính từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14. Nhớ cho chị nhé. Giai đoạn thứ hai mà các bạn cần phải nhớ cho chị, đấy là tính từ thế kỷ thứ 15 cho đến thế kỷ thứ 17. Nhớ chưa ạ? Hai giai đoạn này chúng mình đã được học ở văn học lớp 10 rồi. Các bạn có thể kể tên cho chị những tác phẩm văn học mà các bạn đã được học trong cái giai đoạn này thì chúng mình có thể dễ dàng kể tên cho chị đúng không nào? Chúng mình đã học Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão chưa? À, chúng mình đã học Nguyễn Trãi chưa? Tất cả những cái tác giả, những cái tác phẩm mà chị vừa điểm tên đó là phần chúng ta đã được học ở trong chương trình lớp 10 và chương trình lớp 9 trước đó rồi, đúng không nào? Và đến lớp 11 thì các bạn lưu ý cho chị hai giai đoạn sau, đó là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba này được tính từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19. Được không ạ? Cuối thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19 và giai đoạn cuối cùng. À, đấy là giai đoạn cuối thế kỷ thứ 19. Và sau này nữa là văn học hiện đại, chúng ta sẽ tính từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay. Thì cái phần đó chúng mình sẽ cùng nhau trao đổi ở phần học phía sau. Còn trong buổi học ngày hôm nay, chị xin phép được nhắc lại 4 giai đoạn văn học này. Và như chị đã nói, cuộc sống, đời sống, bối cảnh lịch sử sẽ tác động tới đời sống văn học.
được không ạ? Và chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thế nên các bạn chú ý cho chị, vào cái giai đoạn thứ 3 này, nhìn cái con số này, các bạn nhớ điều gì? Các bạn đã học lịch sử thì các bạn lưu ý cho chị một cái điều như thế này. Vào thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 19, bối cảnh lịch sử nước ta rơi vào cảnh hỗn loạn. Tại sao chị lại nói như vậy? Là bởi vì chúng ta thấy cái sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến. Ở nếu như thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 17, chúng ta thấy là nền phong kiến Việt Nam vô cùng thịnh vượng, trải qua các triều đại Lý, Trần. Chúng ta thấy được rằng cái triều đại của chúng ta càng hưng thịnh bao nhiêu thì đời sống của người dân càng phát triển và ấm no hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng khi đi đến một cái giai đoạn đỉnh điểm nhất định rồi thì chắc chắn sẽ là thoái trào. Và khi mà triều đại phong kiến đó rơi vào cái giai đoạn thoái trào và khủng hoảng, đây là đỉnh nhá, và khi lên đến đỉnh rồi thì chắc chắn sẽ đến cái giai đoạn thoái trào và khủng hoảng, thì chế độ phong kiến Việt Nam vào những thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 19 đang rơi vào cái tình trạng khủng hoảng trầm trọng và đi xuống thoái trào, tan rã và mục ruộng. Và khi triều đại phong kiến tan rã và mục ruộng như thế thì chắc chắn có một điều sẽ xảy ra, đấy chính là đời sống của người dân sẽ vô cùng cực khổ các em ạ. Cái điều đó là điều hiển nhiên. Nếu như chế độ xã hội của chúng ta mang lại cái đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân thì chắc chắn rồi, người dân sẽ ấm no và hạnh phúc, được hưởng tự do, được hưởng hạnh phúc, được thể hiện những cái khát khao chân chính của cuộc đời. Còn nếu như xã hội đó đi đến thoái trào và mục ruỗng thì chắc chắn rồi, cái người khổ nhất ở đây không ai khác, đấy chính là nhân dân. Cái phần này thì chị xin phép được nói qua một chút xíu để các bạn thấy được rằng là bắt đầu có sự thay đổi trong những cái giai đoạn văn học. Và khi đời sống của nhân dân khốn cùng cực khổ như thế thì có lẽ thân phận của những người phụ nữ hơn ai hết, họ sẽ là người chịu những cái nỗi oan hờn, những cái sự bất hạnh nhất trong cuộc đời. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, trong xã hội phong kiến Việt Nam thì thân phận giờ dường như nền văn học trung đại bắt đầu có sự chuyển hướng các em ạ. Nếu như ở giai đoạn thứ 2 và thứ 3, khi đất nước phát triển hưng thịnh với những cuộc chiến tranh xâm lược bảo vệ đất nước như thế, thì cái cảm hứng xin lỗi các bạn rất là nhiều, chị vừa bị ao ra một chút xíu các em ạ. Bây giờ chị đã quay trở lại rồi đây, không biết là đã hết lag chưa thì các bạn quay trở lại buổi học với chị nhé. Chị vừa bị lag một chút xíu, thế thành ra là lúc nãy nó bị ngừng đúng không, và bây giờ chị đã quay trở lại rồi đây. Và không biết thì các bạn đã theo dõi được cái buổi học này hay chưa, và chị rất là mong là chúng mình sẽ quay trở lại buổi học này cùng với chị nhé. Rồi Đỗ Phương Linh, các bạn đã comment lại và chị đã đọc được cái phần comment của các bạn rồi đây, và chị rất là mong chúng mình sẽ quay trở lại buổi học ngày hôm nay. Rồi ok, nhất trí, nếu như chúng mình đã quay trở lại và mạng đã ổn định rồi. Mạng là do phần chỗ chị các em ạ. Chị sẽ nói lại nhá, ok, được rồi, chị sẽ nói lại. Và chị đang nói đến cái phân đoạn chúng mình khi nói về văn học trung đại vào giai đoạn thứ 1 và thứ 2 này đúng không ạ? Thì trong giai đoạn này thì chúng ta thấy là đất nước chúng ta phát triển đến cái độ hưng thịnh nhất định, đời sống ấm no. Chính vì thế cái cảm hứng trong văn học lúc này đấy chính là cảm hứng ngợi ca. Và ở đó con người hướng tới những cái bậc anh hùng. Và các bạn nhớ cho chị, văn học giai đoạn thứ nhất và thứ hai này, cái quan niệm khi mà những người thi sĩ rồi những nhà nho viết thơ viết văn với cái mục đích đó chính là văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn trí. Các bạn có nhớ cái câu này không? Và các bạn có thể diễn nôm một cách như thế này, tức là họ làm văn để tải đạo, dân dạy đạo lý, dân dạy cách làm người. Đó, còn làm thơ để bày tỏ trí, tức là cái trí làm trai của một con người sinh ra giữa trời đất, đầu đội trời, chân đạp đất. Thì các bạn đã học Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão thì chúng ta sẽ thấy hoành sóc giang sơn khắp kỷ thu đúng không? Mùa rào non sông. Và để rồi từ đó bày tỏ được cái quan điểm, bày tỏ được cái ý chí của một con người sinh ra đứng giữa trời đất thì phải có gánh lấy cái trách nhiệm. Thì đấy là văn học trung đại thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 17 này. Thì
nó sẽ tập trung. À, lag lắm mà. Ô, chị xin lỗi các bạn, để chị xem là cái phần mạng của chị đã ổn định chưa nhá. Các bạn đợi chị một chút xíu. Các bạn nghe có bị giật không? Các bạn có nghe và có ghi chép lại hay là có nhìn thấy cái phần màn hình của chị đang trình chiếu? Rồi, chị đã kết nối lại được mạng đây rồi. Thì Quỳnh Như có hỏi chị là chị dạy mấy bài vậy ạ? À? Chị sẽ dạy các bạn toàn bộ cái phần văn học trung đại ở nửa đầu kỳ 1, tức là với những cái tác phẩm thơ thuộc giai đoạn thứ 3 và thứ 4, thì các bạn yên tâm nhá. Rồi, quay trở lại đây thì chị nói lại chút xíu chỗ này. Với hai giai đoạn này thì các bạn chú ý cho chị cái quan niệm của những người viết văn và làm thơ với cái quan niệm đó là văn dĩ tả đạo. Thi dĩ ngôn chí. Được chưa ạ? Nhớ chị cái này nhá. Rồi, còn đến cái giai đoạn thứ ba thì với bối cảnh lịch sử, với những cái sự thay đổi như vậy, đời sống của nhân dân khổ cực và đặc biệt là người phụ nữ, thì bây giờ cái cảm hứng trong văn học bắt đầu có sự thay đổi và dịch chuyển. Nếu như trước đó làm văn để răn dạy con người, làm thơ để tỏ chí làm trai, thì bây giờ viết văn và làm thơ bắt đầu chuyển sang cái cảm hứng khác. Thì cái cảm hứng đó là cảm hứng như thế nào? Các bạn chú ý cho chị. Với giai đoạn văn học số 3 thì các bạn lưu ý cho chị như thế này. À, họ viết văn, họ làm thơ để làm gì? Để tố cáo xã hội phong kiến. À, để tố cáo. Để tố cáo xã hội phong kiến. Tại sao là tiếng nói tố cáo? Là bởi vì xã hội phong kiến đã mục rũa, đã thối nát. À, quan quan lại thì tham lam, rồi vua thì tham mê tửu sắc, không lo cho đời sống của nhân dân, thì đương nhiên rồi nhân dân sẽ nói cái tiếng nói tố cáo xã hội phong kiến này. Và cái phần tố cáo này chúng ta sẽ tiếp tục được gặp gỡ trong cái nền văn học hiện đại, đó là văn học hiện thực phê phán, khi các bạn học Nam Cao, khi các bạn học Vũ Trọng Phụng. Đấy, các bạn thấy không, mỗi khi mà đời sống xã hội rơi vào cái cảnh lầm than và thăng trầm thì dường như ngòi bút của những người viết văn và làm thơ đó sẽ là cái ngòi bút tố cáo với xã hội đó. Và trong giai đoạn này, đó là từ thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 19, đó là tiếng nói tố cáo xã hội phong kiến. Chốt lại một ý là như vậy. Và ý thứ hai, bây giờ họ làm văn làm thơ để thể hiện tình yêu đối với số phận đau khổ và bất hạnh của con người sống trong cái xã hội đó, thể hiện tình yêu đối với con người. Và những con người này là những con người đau khổ và bất hạnh. Được chưa ạ? Đau khổ và bất hạnh. Đó. Ý thứ ba các bạn cần phải nhớ cho chị, đấy chính là viết văn và làm thơ đồng thời để khẳng định và đề cao tài năng, nhân phẩm, khát khao chân chính của con người. À, đề cao cái gì? Đề cao nhân phẩm, đề cao tài năng và đề cao cả những cái khát khao chân chính của con người. Cái khát khao chân chính này là khát khao yêu, được yêu và hạnh phúc. Đó, thì dường như đến bây giờ văn học bắt đầu chuyển hướng từ văn dĩ tả đạo, thi dĩ ngôn chí, và đến bây giờ thì dường như văn học đang viết lại, đang ghi chép lại những cái điều mắt thấy tai nghe trong cõi đời. À, thì các bạn thấy là tố cáo hiện thực xã hội với những cái điều tàn ác mà xã hội, những cái sự nhiễu nhương xô bồ và ồn ào của xã hội phong kiến được tố cáo. Rồi sau khi mà lật tẩy tố cáo bộ mặt xã hội đó, thì đồng thời tác giả người viết sẽ thể hiện cái tình yêu của mình đối với những con người sống trong xã hội đó, và những con người đó là những con người đau khổ và bất hạnh. Và đồng thời đó cũng là tiếng nói đề cao nhân phẩm, tài năng và khát khao. Cái khát khao này là khát khao chân chính và đặc biệt, đó là cái khát khao đời sống trần tục, đó là yêu, được yêu và hưởng hạnh phúc. Vậy thì bắt nguồn từ nguồn mạch cảm hứng này thì Hồ Xuân Hương của chúng ta đã sinh ra trong chính cái thời đại này. Và cái tiếng thơ của bà dường như cũng đã bày tỏ toàn bộ cái cảm hứng chung của nền văn học đầu thế kỷ thứ 18 cho đến thế kỷ thứ 19 các em ạ. Và đối với Hồ Xuân Hương thì lại có những cái dấu ấn đặc biệt
Bởi vì trong mỗi tiếng văn, tiếng thơ chịu chi phối bởi hoàn cảnh, nhưng ở đó còn mang đậm dấu ấn cá nhân. Vậy thì dấu ấn cá nhân của Hồ Xuân Hương như thế nào? Thì các bạn sẽ cùng với chị tìm hiểu về tiểu sử và con người của Hồ Xuân Hương, được không ạ? Thì cái phần này chị đã lưu ý các bạn cái cách học ở buổi trước là chúng mình sẽ đọc trước phần tiểu dẫn cho chị. Thì không biết là các bạn đã đọc chưa và các bạn đã có những cái ấn tượng gì đối với tác giả Hồ Xuân Hương, với những cái dấu ấn cuộc đời của bà, để rồi từ đó ảnh hưởng tới những sáng tác của bà sau này. Thì không biết là các bạn đã đọc chưa? Các em ơi, các bạn đã đọc phần tiểu sử đó chưa nhở? Rồi các bạn có thể comment cho chị biết không? Và hiện tại thì chỗ chị bắt đầu mưa rất là to rồi, và chị đang cố gắng nói to ơi là to để át đi tiếng mưa. Thì không biết là các bạn có nghe rõ phần chị đang chia sẻ hay không? Thì các bạn cũng sẽ comment cho chị biết nhá. Nếu như mà chúng mình đã đọc về Hồ Xuân Hương rồi thì chúng mình có thể kể tên cho chị những cái bài thơ mà các bạn đã được đọc, đã được nghe, thậm chí là đã được học về Hồ Xuân Hương. Các bạn có còn nhớ bài thơ nào mà chúng mình đã được học hay không? À, bản thân chị thì chị khá là ấn tượng với bài Bánh Trôi Nước mà chúng mình đã được học hồi lớp 8 á. Và thậm chí là chị còn nghe những cái bài hát được phổ nhạc từ cái bài thơ đó, thì được ca sĩ Thùy Linh phổ nhạc qua bài Bánh Trôi Nước, thì chị vô cùng ấn tượng với bài đó. Thì không biết là các bạn có còn nhớ không? Thân em vừa trắng lại vừa tròn đấy, bầy nồi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay như bài Mời Trầu của Hồ Xuân Hương thì bà có viết như thế này: quả cơm nho nhỏ miếng trầu thôi, này của Xuân Hương mới quệt rồi, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Và những cái bài thơ đó thì chúng ta hình như cảm nhận được một cái điều gì đó về thân phận của người phụ nữ bảy nồi ba chìm, thân phận của người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến với những cái nỗi bất hạnh, những cái nỗi khổ oan khuất. Vậy thì với tự tình cũng sẽ như vậy. Không biết là các bạn có cảm nhận được điều đó hay không, nhưng cứ bình tĩnh, từ từ, một chút xíu nữa thôi thì chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu những cái phần đó nhé. Còn bây giờ quay trở lại với tác giả, thì khi mà chúng ta đi tìm hiểu một cái văn bản nhất định thì chắc chắn rồi, chúng ta không thể bỏ qua phần tác giả. Bởi vì ở đó chúng ta sẽ thấy được rằng những cái dấu ấn cá nhân ghi đậm của tác giả đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự nghiệp sáng tác, và đồng thời đó là cái tác phẩm mà chúng mình sẽ chuẩn bị tìm hiểu. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Và các bạn chú ý cho chị, chúng mình sẽ có cái phần đề mục như thế này. Các bạn cùng với chị tìm hiểu phần 1 La Mã nhé. Trong phần này thì chúng mình sẽ tìm hiểu những kiến thức chung về văn bản. Chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu chung, được không ạ? Trong phần tìm hiểu chung này thì chị sẽ chia ra làm hai phần nhỏ. Phần thứ nhất, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tác giả, được không ạ? Phần thứ hai, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm. Và dường như đây là cái khung chung khi mà chúng mình tìm hiểu bất cứ tác phẩm nào. Thì các bạn lưu ý cho chị là như thế nhé. Rồi, đến với phần 1 nhỏ. Tác giả nào? Hồ Xuân Hương để lại trong các em những cái điều gì khiến các bạn nhớ mãi sau khi mà đọc xong? Nếu như nói về Hồ Xuân Hương thì các bạn lưu ý cho chị những cái ý chính sau đây. Có thể là các bạn sẽ lưu ý cho chị. Thứ nhất, mặt A nhỏ, phần A nhỏ, đấy chính là cuộc đời và con người. Nhớ cho chị cái phần này. Bởi vì cuộc đời và con người của mỗi tác giả sẽ có những cái dấu ấn nhất định, và trong cái phần dấu ấn đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tác phẩm. Thế nên chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần này nhé. Rồi, nói về cuộc đời, nói về con người của Hồ Xuân Hương thì các bạn lưu ý cho chị. Theo như những cái giai thoại, theo như những cái bài nghiên cứu và gần nhất với chúng mình, đấy là phần sách giáo khoa, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là Hồ Xuân Hương hiện nay thì chưa rõ năm sinh năm mất, nhưng chúng ta có thể đoán định được cái thời gian mà bà sinh ra. Các bạn chú ý cho chị, cái thời gian, cái hoàn cảnh, cái đời sống mà Hồ Xuân Hương sinh ra thì nhớ cho chị, nó sẽ rơi vào khoảng
thế kỷ thứ 18 cho đến đầu thế kỷ thứ 19. Và như chị đã nói, thì trong cái hoàn cảnh đó, với những cái bối cảnh lịch sử xã hội ra làm sao và đời sống văn học như thế nào, thì chị đã nói ở phần trước rồi. Và Hồ Xuân Hương chính là người con được sinh ra trong chính cái hoàn cảnh đó. Thì các bạn chỉ nhớ cho chị, Hồ Xuân Hương chưa rõ năm sinh năm mất, nhưng nhớ cho chị, bà sinh ra trong khoảng thời gian là đầu thế kỷ thứ 18 cho đến đầu thế kỷ thứ 19. Đây là cái thời điểm chúng ta có thể xác định được, được không ạ? Hồ Xuân Hương, chị xin được viết tắt tên của tác giả. Hiện tại thì chưa rõ năm sinh năm mất, nhưng chúng ta có thể xác định được cái khoảng thời gian mà bà sinh ra và sinh sống, đó là vào khoảng thế kỷ thứ 18 cho đến đầu thế kỷ thứ 19. Thì hãy nhớ cho chị là như vậy. Và nhớ lại cho chị, trong cái giai đoạn này thì đã có cái hoàn cảnh như thế nào, bối cảnh ra làm sao và chi phối tới đời sống văn học như thế nào, thì chị đã nói ở phần trước rồi. Thì lưu ý cho chị là như vậy, để rồi chúng ta có cái sự đối chiếu và so sánh xem rằng Hồ Xuân Hương sinh ra trong cái hoàn cảnh này thì sẽ có những cái yếu tố, những cái đặc điểm như chúng mình vừa tìm hiểu với nhau về đời sống văn học hay không nhá các em nhá. Rồi, thứ hai, ý thứ hai, khi nói về cuộc đời và con người của Hồ Xuân Hương thì các bạn nhớ cho chị, bà sinh ra ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhưng mà sống chủ yếu ở kinh thành Thăng Long, được không ạ? Phần quê quán thì nhớ cho chị, bà sinh ra ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhưng chủ yếu lớn lên và sinh sống ở thành Thăng Long. Đây là phần quê quán. Thì các bạn nhớ cho chị, ý thứ ba các bạn nhớ cho chị, đấy là về mặt gia đình. Theo những nhà nghiên cứu thì cái thông tin chính xác khi nói về gia đình của Hồ Xuân Hương, và các bạn cũng đã đọc trong phần tiểu dẫn sách giáo khoa rồi, thì các bạn sẽ thấy ngay, à, Hồ Xuân Hương thì theo tương truyền thì sẽ là con của Hồ Phi Diễn. Và họ Hồ vốn là dòng họ lớn, có nhiều người đỗ đạt làm quan, nhưng đến Hồ Phi Diễn thì sa sút, nhà nghèo không có tiền học thêm, thế nên là cha của Hồ Xuân Hương lúc bấy giờ ra Bắc dạy học kiếm sống. Và trong khoảng cái thời gian mà ông ra Bắc dạy học kiếm sống thì ông đã có quen với người con gái, đó chính là người con gái họ Hà quê Bắc Linh. Và cuối cùng thì ông đã cưới cái người con gái họ Hà này về làm lẽ. Và để rồi người cha là Hồ Phi Diễn, mẹ là người con gái họ Hà quê Bắc Ninh này, là một người con gái ở miền Bắc, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là Hồ Xuân Hương là sự kết hợp giữa cái dòng máu của cha ở Nghệ An, mẹ là ở vùng Kinh Bắc, và hòa trộn cả hai dòng máu đó thì đã sinh ra người con gái tên Hồ Xuân Hương. Thì các bạn lưu ý cho chị, đấy là về mặt yếu tố gia đình các em nhé. Và trong phần gia đình thì các bạn lưu ý cho chị một cái phần kiến thức vô cùng quan trọng như thế này. Cha là ông Hồ Phi Diễn, mẹ là người con gái họ Hà quê Bắc Ninh. Nhưng mà cái thời gian mà ông quen biết và lấy người con gái họ Hà này thì ông đã có gia đình rồi. Mẹ của Hồ Xuân Hương là lẽ, nhớ cho chị cái yếu tố này nhé. Lấy người con gái họ Hà về làm lẽ, và để rồi sinh ra bà chúa Thơ Nôm của chúng ta là Hồ Xuân Hương. Lưu ý cho chị là con của vợ lẽ thì chắc chắn Hồ Xuân Hương sẽ luôn khao khát có được tình yêu thương, khao khát có được tình yêu thương đó. Lưu ý cho chị một cái ý này vô cùng là quan trọng. Và cái khao khát tình yêu thương này, đó chính là cái khao khát chân chính của con người. Đã đúng so với cái cảm hứng văn học mà chị đã nói với các bạn ở phía trước chưa? Luôn luôn đề cao và trân trọng cái khao khát chân chính của con người. Đó là khao khát được yêu thương, khao khát được hạnh phúc, khao khát được sống một cuộc đời trần tục. Thì đó là những cái cảm hứng mà giai đoạn văn học số 3 mà chị đã nói với các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy Hồ Xuân Hương đã có những cái nét đó, có những cái yếu tố đó của cái dòng chảy chung. Thì các bạn lưu ý cho chị là như thế nhé. Về mặt yếu tố gia đình, nhớ cho chị, Hồ Xuân Hương là con của vợ lẽ, thế nên bà luôn khao khát cái hạnh phúc, khao khát tình yêu là như thế. Rồi tiếp nữa thì các bạn chú ý cho chị, Hồ Xuân Hương sinh ra quê
quê gốc là ở Nghệ An, nhưng bà lớn lên chủ yếu ở thành Thăng Long. Và chính vì như thế là một người đi rất là nhiều nơi, và bà thân thiết với nhiều danh sĩ và nhiều người nổi tiếng như Nguyễn Du, là những người đồng thời với bà, cùng thời với bà. Đó, thì lưu ý cho chị thêm một ý nữa. Và một cái ý cuối cùng, khi nói về cuộc đời của Hồ Xuân Hương thì có lẽ chị sẽ xin được phép kể cho các bạn nghe một câu chuyện về nữ sĩ họ Hồ của chúng ta nhé. Trong sách giáo khoa có nói, bà cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương thì nhiều éo le và oan trái. Và cái sự éo le oan trái đó như thế nào thì có lẽ là các bạn sẽ cùng với chị đi tìm hiểu về cuộc đời tình duyên. Cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương. Được không ạ? Và cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương được gói gọn trong hai từ éo le, oan trái. Cái sự éo le oan trái này nó sẽ bắt đầu từ cái cuộc đời của bà khi mà bà lớn lên. Vốn là người thông minh tài sắc, nhưng mà chả hiểu số phận run rẩy đưa đẩy làm sao. Đến khi mà bà đi lấy chồng thì bà lúc đấy thì bà lấy chồng rất là muộn rồi. Lúc đấy thì tuổi xuân cũng đã khá muộn mà. Thì lúc đấy tương truyền thì bảo rằng cái người chồng đầu tiên của bà bị ép gả, chứ không phải là bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân có tình yêu các em ạ. Bà bị ép gả, tức là hôn nhân không có tình yêu. Bà bị ép gả cho một người cai tổng quá vợ, và tục gọi là ông tổng cấp. Tức là cái ông này đã có một đời vợ rồi, và sau đó thì vợ ông ấy chết, và ông ấy đi lấy một người vợ khác về. À, và lúc này thì Hồ Xuân Hương bị ép gả, một cái cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và sau khi lấy ông tổng cấp thì cũng chẳng được bao lâu thì ông tổng cấp qua đời. Và trong cái bài thơ Khóc Chàng Tổng Cấp thì Hồ Xuân Hương có viết như thế này: Chàng cấp ơi chàng cấp, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nằm đọc đứt đuôi từ đây nhé, nhìn vào khôn chuộc dấu bôi vôi. Đấy là cái mối tình đầu tiên, cái cuộc hôn nhân đầu tiên, cái đời chồng đầu tiên của Hồ Xuân Hương. Lấy chồng nhưng mà lại bị ép gả cho một người đàn ông đã quá vợ, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và sau đó thì Hồ Xuân Hương lại tiếp tục gặp gỡ một người nữa, và người này có cái thuyết tương truyền đó là ông Phủ Vĩnh Tường. Đối với ông Phủ Vĩnh Tường thì họ gặp nhau, họ mến nhau bởi cái duyên, bởi tình yêu, bởi vì ở họ có những cái sự đồng cảm với nhau, họ thấu hiểu nhau. Bởi vì ông Phủ Vĩnh Tường là một người đỗ đạt làm quan. Thế nên trong cái cuộc sống của Hồ Xuân Hương với ông Phủ Vĩnh Tường, bởi vì chúng ta biết Hồ Xuân Hương là một người tài sắc, là một người phụ nữ vô cùng thông minh, thế nên rằng họ hiểu nhau, thấu hiểu nhau, họ bén duyên, họ có tình yêu với nhau. Nhưng tưởng rằng họ sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc với nhau, nhưng hay môi, Hồ Xuân Hương lại vô cùng oan trái. Khi mà lấy ông Phủ Vĩnh Tường này thì bà chỉ lấy làm lẽ thôi các em ạ. Bà chỉ được lấy làm lẽ thôi. Và lấy cái cảnh chồng chung thì biết rồi đấy, bao nhiêu là cái nỗi oan khuất, bao nhiêu là cái sự cô đơn và bất hạnh nó tràn đầy. Thế nên rằng dẫu tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình, có thể chia sẻ với mình, thế nhưng mà cái thân phận làm lẽ thôi, sống trong cái bối cảnh lịch sử đó, thì có lẽ Hồ Xuân Hương hay bất cứ người phụ nữ nào khác khi rơi vào thân phận làm lẽ cũng phải cất lên cái tiếng chửi. Thì Hồ Xuân Hương có nói, có chửi trong cái bài lấy chồng chung ấy. Không biết là các bạn có biết cái bài đấy không? Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Năm chừng mười họa hay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Đó, thì đấy là cái thân phận, là cái tiếng lòng của những người phụ nữ lấy chồng chung, rơi vào cái kiếp lẽ mọn, chồng chung mà. Đó, thì các bạn lưu ý cho chị là như thế. Thông qua cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương thì chúng ta thấy éo le và oan trái vô cùng. Với những cái thuyết mà được đưa ra, đấy là bà có hai đời chồng, thì đời chồng đầu tiên là bị ép gả, không có tình yêu, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì bảo làm sao mà có hạnh phúc cho được. Và đến với cuộc hôn nhân thứ hai, với người chồng thứ hai, họ yêu nhau, họ bén duyên nhau, ấy thế nhưng Hồ Xuân Hương lại rơi vào cái thân phận làm lẽ mọn,
Đó, thì các bạn lưu ý cho chị, với cái sự éo le và oan trái như thế này thì dường như Hồ Xuân Hương đã cất ra cái tiếng nói, cất lên cái tiếng lòng cho chính mình cũng như cho biết bao người phụ nữ lúc bấy giờ. Thân phận của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa thì các bạn lưu ý cho chị là như vậy khi nói về cuộc đời của Hồ Xuân Hương các em nhé. Rồi, chốt lại là như vậy. Và để rồi hiểu về cuộc đời của tình duyên của Hồ Xuân Hương, chúng ta sẽ càng hiểu sâu, hiểu thêm vì sao Hồ Xuân Hương lại viết Mảnh tình san sẻ tí con. Chúng ta cũng hiểu thêm vì sao Hồ Xuân Hương lại viết Ngán nỗi xuân đi xuân lại là như thế. Thì mong rằng thông qua cái phần tìm hiểu về con người và tiểu sử của tác giả, chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về tác phẩm, nhớ hơn về tác phẩm, hiểu vì sao bà lại nói như vậy, lại cất ra cái tiếng lòng như thế các em nhé. Rồi chốt lại là như vậy. Nhớ cho chị là cuộc đời và tiểu sử của Hồ Xuân Hương là như thế. Nhưng nhớ thêm cho chị cái phần B nhỏ khi chúng ta tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương. Sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương thì các bạn nhớ cho chị như thế này. Nói về Hồ Xuân Hương thì những cái sáng tác của bà bao gồm cả chữ Nôm và chữ Hán. Những cái sáng tác của Hồ Xuân Hương bao gồm cả chữ Nôm và chữ Hán. Được không ạ? Bao gồm cả hai chữ này. Và theo những cái nghiên cứu thì chúng ta là có khoảng 40 bài thơ Nôm tương truyền của Hồ Xuân Hương. 40 bài thơ Nôm tương truyền là của Hồ Xuân Hương. Đấy là cái sự nghiệp sáng tác của bà. Còn về mặt chữ Hán thì đến năm 1964 thì giới nghiên cứu đã phát hiện ra tập Lưu Hương Ký. Với tập Lưu Hương Ký này sẽ bao gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm. Đấy, tổng quan về sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương là như vậy. Bà sáng tác bằng cả chữ Nôm và chữ Hán. Theo tương truyền thì có đến 40 bài thơ chữ Nôm của Hồ Xuân Hương. Và đối với những cái sáng tác bằng chữ Hán thì giới nghiên cứu vào năm 1964 đã phát hiện tập Lưu Hương Ký với 24 bài thơ chữ Hán và 26 bài thơ chữ Nôm. Dù là chữ Hán hay chữ Nôm thì cũng đều làm phong phú cái sự nghiệp sáng tác của bà, làm nổi bật cái sự tài hoa của người nữ sĩ họ Hồ này các em nhé. Rồi, ý thứ hai các bạn cần nhớ cho chị, bà là một nhà thơ nữ viết về phụ nữ. Đây là một ý rất là quan trọng, thì các bạn nhớ cho chị cái ý số 2 là một nhà thơ nữ viết về phụ nữ. Nhà thơ nữ viết về phụ nữ. Tại sao chị nói đây là một ý quan trọng, là một cái nét riêng ghi dấu trong cuộc đời, trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương? Thì các bạn cùng với chị làm cái phép so sánh như thế này. Chúng ta đã được học những cái tác phẩm văn học nào nói về người phụ nữ trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 18 cho đến đầu thế kỷ thứ 19, các bạn có còn nhớ hay không? Nếu như các bạn không nhớ thì chị có thể gợi ý cho các bạn nhé. Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng viết trong cái thời đoạn, trong cái giai đoạn này. Nhưng tác giả viết Truyện Kiều là ai? Là Nguyễn Du. Và Nguyễn Du là một nhà thơ, là một thi sĩ nam, đúng không? Truyện Kiều của Nguyễn Du. Truyện Kiều của Nguyễn Du. À, ông là nam giới đúng không? Mình xác định được giới tính là nam. Rồi, tiếp theo chúng ta đã được học Cung Oán Ngâm của Nguyễn Gia Thiều rồi đúng không? Học ở lớp 10 rồi. Đây là những cái tác phẩm viết về phụ nữ, được không ạ? Cung Oán Ngâm của Nguyễn Gia Thiều. Đó. Và ở đây cũng là nam giới. Tiếp theo chúng ta được học thêm một cái bài nữa, đấy là Trinh Phụ Ngâm, cũng viết về người phụ nữ, và tác giả là Đặng Trần Côn. Và đây cũng là một tác giả nam nha các em nhé. Rồi, Trinh Phụ Ngâm. Những cái tác phẩm này thì các bạn đã được học ở lớp 10 rồi, chị không nhắc lại, không nhắc lại kỹ nữa. Nhưng điểm qua thì chúng ta sẽ thấy là những cái tác phẩm thuộc giai đoạn này viết về người phụ nữ thì có Truyện Kiều, có Cung Oán Ngâm, có Trinh Phụ Ngâm. Và những cái tác giả
đều là nam giới. Nhưng có một cái trường hợp vô cùng đặc biệt, đấy chính là Hồ Xuân Hương. Cũng viết về người phụ nữ. Và người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương là người phụ nữ của cuộc sống đời thường. Được không ạ? Tại sao chị ấy nói như vậy? Bởi vì chúng ta thấy được gia thế của truyện Kiều, thì chúng ta thấy Thúy Kiều sinh ra trong một gia đình cũng là vương giả quý tộc đấy chứ. Hay là Cung Oán Ngâm thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái hình ảnh người cung nữ, chúng ta thấy xuất thân của họ khác, không phải là người phụ nữ sống trong cuộc sống bình thường. Những cái người phụ nữ sinh ra lăn lộn bảy nổi ba chìm như trong thơ Hồ Xuân Hương, hay như Trinh Phụ Ngâm cũng thế. Người phụ nữ có chồng đi lính, cũng hàng ngày mở rèm đóng rèm ngóng trông người chồng, mong người chồng quay trở về. Thì dường như những người phụ nữ trong thơ của Nguyễn Du, trong thơ của Nguyễn Gia Thiểu, hay là trong thơ của Đặng Trần Côn, thì đều là những người phụ nữ khuê các. Đó, thì đấy là một cái điều đáng lưu ý mà các bạn chú ý cho chị. Và chúng ta so sánh với người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương, là một nhà thơ nữ viết về người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương là người phụ nữ bảy nổi ba chìm, với cuộc sống long đong lận đận, với cái xã hội đầy xô bồ và ồn ả đầu thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ thứ 19. Và đấy là cái khác biệt, là cái ghi dấu của Hồ Xuân Hương trong thi đàn. Thì các bạn lưu ý cho chị cái khác đó, để trong quá trình mà chúng mình phân tích, trong quá trình mà chúng mình học, khi chúng mình viết, chúng mình sẽ có ngữ liệu để liên hệ và mở rộng các em nhé. Cùng về viết người phụ nữ, cùng nói về người phụ nữ, nhưng cũng có phụ nữ dít và phụ nữ rát, đúng không? Trong thơ của Nguyễn Du, trong thơ của Nguyễn Gia Thiểu, thì những người phụ nữ đấy đều có xuất thân khuê các, lá ngọc cành vàng. Còn đối với người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương thì đó là người phụ nữ bảy nổi ba chìm với nước non, những người phụ nữ long đong lận đận trong chính cái số phận của mình, trong chính cái cuộc sống éo le ngang trái của cuộc sống bình thường. Thì đó là cái phần mà chị muốn lưu ý với các bạn. Cái phần này là chị lưu ý thêm để trong quá trình mà chúng mình học, chúng mình sẽ thấy được trong cái dòng mạch chung đó, với mỗi một tác giả sẽ ghi dấu ấn cá nhân của mình trong cái nền thi, trong cái nền thi đàn đó, trong thi đàn. Thì các bạn lưu ý cho chị là như thế, để thấy được cái sự riêng biệt của một nhà thơ nữ viết về người phụ nữ. Và trong giáo trình văn học Trung Đại Việt Nam á, thì chị nhớ thì thầy viết sách thì chị nhớ không nhầm thì là thầy Lã Nhâm Thìn có đánh giá một cái câu như thế này khi nói về Hồ Xuân Hương. Tức là có 3 tiếng nói về người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương. Một người phụ nữ nói về người phụ nữ dường như thế, thì các bạn sẽ thấy được rằng hơn ai hết, Hồ Xuân Hương là người phụ nữ sống trong cái xã hội đó, bà hiểu hơn ai hết cái thân phận của người phụ nữ. Và đặc biệt chúng mình lại thấy được rằng cái cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương éo le và oan trái, bà lại càng thấu hiểu hơn thân phận của những người phụ nữ có một cuộc hôn nhân không tình yêu, hiểu hơn về một cuộc hôn nhân phải lấy làm cảnh chồng chung. Thì cái người phụ nữ này hơn ai hết hiểu chính mình, hiểu cả những người khác chung hoàn cảnh với mình. Được không ạ? Thì đấy là Hồ Xuân Hương. Vậy thì trong thơ của Hồ Xuân Hương, đó là tiếng nói cảm thương, là tiếng nói khẳng định, là tiếng nói ý thức đầy bản lĩnh. Hơn ai hết, một người phụ nữ sẽ hiểu phụ nữ hơn là một người nam viết về người phụ nữ, đúng không? Thì đấy là cái phần so sánh, liên hệ mở rộng để các bạn thấy được cái điểm riêng, cái điểm khác của Hồ Xuân Hương so với những cái nhà thơ cùng thời các em nhá. Thì chốt lại là như vậy, với nhà thơ nữ viết về phụ nữ như vậy thì hơn ai hết Hồ Xuân Hương thấu hiểu những người phụ nữ ấy. Được không ạ? Và so sánh với những cái tác giả cùng thời thì chị vừa mới so sánh với các bạn rồi. Thì các bạn không biết đã ghi ra, ghi lại được cái phần đó hay chưa? Rồi, nhớ chị nhá, đây là một cái điểm vô cùng nổi bật của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Nó đã ghi dấu, những cái dấu ấn cá nhân của bà trên thi đàn là như vậy. Rồi, tiếp theo, ý thứ 3, khi nói về sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương thì chúng ta thấy rằng bà là một nhà thơ trữ tình nhưng lại trào phúng. Là một nhà thơ trữ tình. Cái trữ tình ở đây
là cái nói, tiếng nói cảm thương, là tiếng nói đồng cảm, là cái nỗi lòng của người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến. Nhưng trong tiếng thơ của bà, chúng ta còn thấy cái sự trào phúng. À, cái sự trào phúng này, à, đó là dùng để tố cáo xã hội phong kiến, tố cáo những cái mặt xấu xa và tàn ác của xã hội phong kiến đã đẩy cuộc sống của người dân đến khốn cùng và cực khổ, và ở đó cực khổ hơn cả là người phụ nữ. Thì đấy là tiếng thơ của bà, vừa trữ tình, vừa trào phúng, vừa bày tỏ cái nỗi lòng của người phụ nữ, vừa bày tỏ cái tiếng lòng cảm thương, nhưng ở đó cũng là cái tiếng nói tố cáo xã hội phong kiến. Thì các bạn lưu ý cho chị, tiếng thơ của Hồ Xuân Hương là sự kết hợp giữa trữ tình và trào phúng, là như thế đấy các em ạ. Và cuối cùng, chốt lại cho chị một cái ý cuối cùng khi nói về sự nghiệp sáng tác, khi nói về Hồ Xuân Hương, trong thơ của bà thì sẽ đậm đà cái chất văn học dân gian, đậm đà chất văn học dân gian. Nói như thế này thì các bạn có còn nhớ những cái câu ca dao nói về thân phận người phụ nữ hay không? Thân em như trái bần trôi, gió dập sóng rồi biết tấp vào đâu, thân em như củ ấu gai. À, thì các bạn thấy được rằng là cái tuýp đề tài nói về người phụ nữ thì không phải đến bây giờ Hồ Xuân Hương mới là người đầu tiên viết. Trước đó, trong cái nền văn học dân gian này cũng đã viết rồi, và Hồ Xuân Hương mượn cái đề tài đó trong cái nền văn học dân gian và tiếp tục kế thừa và phát huy. Thì chúng ta thấy là thơ của bà đậm đà văn học dân gian là như thế. Rồi ok không ạ? Thì đấy chính là cái ý cuối cùng mà chị muốn chia sẻ với bạn. Các em khi nói về sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương, hiểu về Hồ Xuân Hương như thế, hiểu về sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương, hiểu về cuộc đời và con người của Hồ Xuân Hương sẽ là cái chất nền, cái chất dẫn để các bạn tìm hiểu về phần tác phẩm nhé. Rồi, đến với phần tác phẩm thì các bạn lưu ý cho chị, ngày hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu cái bài Tự Tình số 2 của nữ sĩ họ Hồ. Với tác phẩm, với phần này thì các bạn chú ý cho chị những cái yếu tố nào. Ở phần này đặc biệt là hoàn cảnh sáng tác thì các bạn lưu ý cho chị nhé. Là bởi vì cái phần này chúng mình sẽ đưa cái phần kiến thức này vào trong phần luận điểm 1 khi mà các em viết bài nghị luận văn học. Còn viết như thế nào, triển khai như thế nào thì cái phần này chị sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn trong khóa học toàn diện, khóa học văn VIP của 2K6 các em nhé. Thế nên cái phần này chị sẽ hướng dẫn kỹ hơn trong quá trình chúng mình sẽ tham gia khóa học cùng với chị. Còn ở đây thì chúng mình sẽ xem xét cái phần kiến thức nền, xem là chúng mình sẽ cần phải ghi nhớ những cái kiến thức quan trọng nào khi nói về tác phẩm Tự Tình các em nhé. Rồi, với Tự Tình thì các bạn lưu ý cho chị những cái ý chính sau đây, mà những cái phần ý chính này thì chúng mình đã đọc trong phần tiểu dẫn rồi, và chị sẽ khái quát lại cho các bạn bằng những cái dấu gạch đầu dòng rất là đơn giản như thế này. Trước tiên, chúng ta sẽ thấy được rằng xuất xứ của bài Tự Tình thì nằm trong chùm thơ Tự Tình 3 bài của Hồ Xuân Hương. Cái ý đầu tiên, các bạn lưu ý cho chị cái phần xuất xứ nhá. Nằm trong chùm 3 bài Tự Tình. Chùm 3 bài Tự Tình của Hồ Xuân Hương. Nhớ chị là như vậy, đấy là phần xuất xứ. Cái ý số 2, các bạn chú ý cho chị. Đề tài. Đề tài ở đây, đấy chính là Tự Tình. Chiết tự, cái Tự Tình này thì chúng ta sẽ hiểu nôm na một cách, đó chính là tự bày tỏ tình cảm, cảm xúc của chính mình. Tự bày tỏ tình cảm, cảm xúc của chính mình. Thế chị hỏi các bạn một câu nhé, ai là người bày tỏ cảm xúc ở đây? Ai là người bày tỏ cảm xúc trong bài Tự Tình này? Chúng ta có thể dễ dàng trả lời được cái nhân vật, cái nhân vật đang bày tỏ tình cảm, đang bày tỏ cảm xúc ở đây có thể là Hồ Xuân Hương, được không ạ? Nhưng đồng thời ở đây chúng ta cũng có thể thấy đó là một người phụ nữ nào đó đang rơi vào cái hoàn cảnh lẽ mọn, đang rơi vào cái hoàn cảnh như Hồ Xuân Hương. Đó cũng chính là bất kể một người phụ nữ nào, được không ạ? Thì đấy chính là nhân vật tác giả Hồ Xuân Hương, hay bất cứ một cái người phụ nữ nào, dường như họ đang bày tỏ tình cảm, cảm xúc của chính mình. Nếu như nền văn học
trung đại trước đó, theo cái quan niệm đó là văn di tải đạo và thi sĩ ngôn trí, thì dường như nhân vật người phụ nữ sẽ không bao giờ được bước vào thi ca đâu. Và đến bây giờ, người phụ nữ bắt đầu được bước vào thi ca, được tự do thoải mái bày tỏ cái tư tưởng, tình cảm và cảm xúc của chính mình, thì đó là cái nền văn học, là cái giai đoạn văn học trung đại thứ ba như chị vừa nói với các bạn, bày tỏ những cái tình cảm, những cái tư tưởng, và đồng thời đề cao những cái nhân phẩm, cái tài năng và khát khao chân chính của con người. Và ở đây chính là người phụ nữ và cũng chính là tác giả của chúng ta. Đó, thì các bạn lưu ý cho chị là như thế nhá. Và đây là một cái đề tài khá là mới mẻ của nền văn học trung đại, ok không ạ? Và cái đề tài này chỉ được thể hiện khi mà ý thức của con người đã phát triển đến một cái mức độ nhất định. Khi ý thức cá nhân, đó, khi ý thức cá nhân. Bởi vì trước đó thì nền văn học trung đại là cái ta chung, là cái ta chung của cộng đồng. Và dần dần nó sẽ hướng đến cái tôi cá nhân. Nhưng cái tôi này trong nền văn học trung đại thì nó chỉ mới manh nha mà thôi. Cái tôi này sẽ được thể hiện rõ khi chúng ta học văn học hiện đại, và đặc biệt là trong phong trào thơ mới. Cái phần này chị sẽ tiếp tục nói rõ hơn với các bạn trong khóa học văn VIP dành cho các bạn 2K6. Còn trong phần này thì các bạn chỉ cần hiểu cho chị cái đề tài tự tình này được sản sinh khi mà ý thức cá nhân của con người bắt đầu có sự manh nha. Khi con người ý thức được về thân phận, về số phận và những cái khát khao chân chính của họ, thì bắt đầu có cái tự tình này. Họ đề cao cái cảm xúc cá nhân, họ tự do bộc bạch cái tình cảm, cái tâm trạng, cái nỗi niềm của chính mình. Còn trước đó thì không hề các em ạ. Trước đó thì phải nói trí, trước đó thì phải tài đạo, được không ạ? Nhớ nhá, thì nhớ chị cái điều đó. Rồi, ý thứ ba, các bạn lưu ý cho chị, đó là cảm hứng sáng tác của bài tự tình. Cảm hứng sáng tác của bài tự tình thì bài này được lấy cảm hứng vào lúc đêm đã về khuya. Đêm khuya. Chị đố các bạn một câu như thế này. Đêm khuya là khoảng thời gian như thế nào? Các em ơi, đêm khuya là khoảng thời gian như thế nào? Ở đây thì không biết là các bạn có đang comment hay không, nhưng mà hiện tại buồn quá là chị đang không có đọc được cái phần phản hồi của các bạn. Không biết là các bạn có còn đang ở đây lắng nghe với chị hay không, hay là chị nãy giờ vẫn cứ đang nói một mình thôi. Không biết là do bên cái phần mạng của chị hay là do máy của chị, thì hiện tại là chị chưa có đọc được cái phần comment của các bạn. Thì cái dấu hiệu duy nhất mà chị có thể nhìn thấy đấy chính là cái phần thả tim của các bạn, để cho chị biết là các bạn vẫn đang lắng nghe và vẫn đang theo dõi cái bài giảng của chúng ta ngày hôm nay. Thì chị rất là mong các bạn thả cho chị thật thà nhiều tim, để chị biết là các bạn vẫn đang ở đó, vẫn đang lắng nghe những cái điều mà chị chia sẻ các em nhá. Rồi, thì chị đã bắt đầu thấy được tín hiệu từ đầu dây bên kia của các em rồi. Mong rằng là bên này của chị đang mưa nhưng tín hiệu mạng vẫn sẽ tốt để phát trực tiếp cho các bạn, không bị lag, không bị nghẽn, và các bạn có thể theo dõi được từ đầu đến cuối nhá. Rồi, vậy thì chia sẻ một chút xíu về cái cảm hứng. Bài tự tình được lấy cảm hứng khi mà đã về đêm khuya. Thì đây chính là cái khoảnh khắc mà con người đang trọn vẹn trong cái cảm giác hạnh phúc của lứa đôi, cái sự sum họp của vợ chồng. Cái cảm giác đêm khuya này là cái lúc mà con người nghỉ ngơi. Và khi mà con người nghỉ ngơi thì họ quay trở về với gia đình, với tổ ấm, đúng không ạ? Dù là ban ngày đi đâu thì đến khi đêm về, con người sẽ quay về trạng thái nghỉ ngơi. Họ sẽ quay trở về tổ ấm, họ sẽ quay trở về với gia đình của chính mình. Và đây chính là cái khoảnh khắc mà gia đình sum họp, là cái khoảnh khắc mà vợ chồng ấm êm hạnh phúc. Nhưng có một cái nghịch lý là trong chính cái khoảnh khắc mà con người ta trở về với tổ ấm, trở về với gia đình để tận hưởng những cái giây phút hạnh phúc đời thường, thì nhân vật của chúng ta ở đây là Hồ Xuân Hương rơi vào cái thân phận lẽ mọn hay là một người quá phụ, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ cảm nhận đầy đủ nhất và sâu sắc nhất, thấm thía nhất cái cảnh cô đơn và bất hạnh của mình.
Giá như mà không đặt lên cái sự so sánh đó thì dường như đêm khuya cũng là cái sự bình thường thôi. Nhưng khi chúng ta đặt lên cái bàn cân so sánh, cái khoảnh khắc đêm khuya là cái khoảnh khắc mà con người trở về cái trạng thái nghỉ ngơi bên gia đình, bên tổ ấm của mình. Họ đang sum vầy với vợ, với chồng, với các con. Họ hạnh phúc, họ ấm êm là như thế. Thì những người phụ nữ rơi vào cảnh lẽ mọn, hay những người phụ nữ rơi vào cảnh quá buộc, thì hơn ai hết họ cảm nhận đầy đủ nhất, sâu sắc nhất, thấm thía nhất cái sự cô đơn và bất hạnh của mình, được không ạ? Và đây chính là cái cảm hứng mà Hồ Xuân Hương viết tự tình. Trong cái khoảnh khắc đêm khuya, khi nhà nhà họ đang đầu ấp tay gối với vợ, với chồng, thì thân phận của một người làm lẽ, của một người quá chồng, thì dường như thấu hiểu và cảm nhận đầy đủ sâu sắc cái sự cô đơn và bất hạnh. Đó. Giá mà không có sự so sánh thì có lẽ ta vẫn rất là hạnh phúc. Nhưng khi so sánh thì chúng ta sẽ thấy được cái sự cô đơn và bất hạnh của chính mình. Và trong chính cái khoảnh khắc đó thì tự tình đã được viết. Thì các bạn lưu ý cho chị là như thế nhá. Thì không biết ở đây có bạn nào trong cái khoảnh khắc đêm khuya là chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn hay chưa. Nhưng mà thực sự đêm khuya là cái khoảng thời gian gây ám ảnh đối với tất cả chúng ta. Không chỉ riêng với những người phụ nữ rơi vào cảnh lẽ mọn quá buộn đâu, thậm chí chúng ta thôi, cái khoảnh khắc đêm khuya là cái khoảnh khắc mà chúng ta sẽ sống thật với chính mình, là khoảnh khắc mà chúng ta phơi bày những cái tâm trạng, những cái nỗi buồn, rồi những cái cung bậc cảm xúc của chính mình. Nếu như ban ngày các bạn có thể hoạt náo, các bạn có thể vui vẻ bao nhiêu, thế nhưng mà về đến khoảnh khắc đêm, khi mà chúng ta đối diện với chính mình, đối diện với bản ngã của cá nhân, thì dường như chúng ta sẽ sống thật nhất với chính mình. Lúc này vui có hay không? Có chứ. Bởi vì trong cuộc sống này sẽ có lúc vui. Nhưng buồn có không? Có chứ. Bởi vì buồn vui là lẽ thường tình. Hôm nay buồn thì ngày mai sẽ vui. Mà hôm nay vui thì ngày mai sẽ buồn. Mà cái khoảnh khắc đêm khuya, khi chúng ta sống thực nhất với chính mình như thế, thì chúng ta lại càng hiểu hơn với chính mình, thấu hiểu cái cảm xúc của chính mình. À, mình buồn là vì đâu, mà mình vui cũng vì đâu là như thế. Thế nên từ Hồ Xuân Hương thì chúng ta liên hệ chút xíu với chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là cái khoảng thời gian đêm khuya này, nó là cái khoảng thời gian gây ám ảnh kinh hoàng, không chỉ đối với Hồ Xuân Hương đâu, mà thậm chí đối với chị, đối với các em và đối với tất cả chúng ta đang ngồi ở đây nữa. Cái khoảnh khắc này nó vô cùng khủng khiếp là như thế. Thế nên khi học Hồ Xuân Hương, chị mong rằng chúng ta sẽ đặt tâm thế như Hồ Xuân Hương, rơi vào cái khoảnh khắc đêm khuya này để cảm nhận toàn bộ những cái cung bậc cảm xúc, cảm nhận toàn bộ cái nỗi lòng, những cái sự éo le và bất hạnh của người phụ nữ, thì chúng ta sẽ hiểu hơn vì sao cái tiếng lòng của Hồ Xuân Hương lại buồn, lại tủi, lại sầu đến như thế. Hãy đặt hoàn cảnh của mình vào người khác để thấu hiểu họ hơn, để hiểu hơn vì sao họ lại buồn như thế. Bởi vì chỉ khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nhìn họ bằng một cái đôi mắt như chính họ đang trải qua, thì chúng ta sẽ không còn tặc lưỡi và cũng không lắc đầu và nói rằng ôi ôi có thế mà cũng buồn, được không ạ? Và chị mong rằng thông qua cái bài học ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ sống yêu thương hơn, bao dung hơn và chia sẻ hơn các em nhé. Thì đấy là những cái phần mà chúng mình có thể thấy được rằng văn học chính là cuộc đời, và văn học cũng chính là bài học giúp chúng ta sống sâu hơn với đời là như thế. Và chị mong rằng không chỉ là các bạn tìm hiểu về tự tình, mà chị cũng mong rằng các bạn sẽ sống tốt hơn mỗi ngày khi chúng ta học văn. Ok không ạ? Chốt với nhau là như thế nhá, thống nhất với nhau là như thế. Hiện tại thì chỗ chị đang mưa kinh khủng khiếp, và chị đang cố gắng nói rất là to để át đi tiếng mưa. Nếu như mà các bạn vẫn nghe rõ cái phần phát trực tiếp này của chị thì các bạn cũng có thể comment, nhưng hiện tại thì chị đang không đọc được, thì cũng rất mong các bạn thả tim cho chị để chị biết là các bạn, cái đường truyền của chị đến với các em vẫn đang rất là rõ ràng nhá. Còn nếu như không rõ ràng thì chị cũng phải cố gắng khắc phục để cái sự phạt, để cái đường truyền phát trực tiếp này không bị gián đoạn nghe em nhá. Rồi ok, và chị đã thấy các bạn thả tim rồi, thì có lẽ là các bạn vẫn đang lắng nghe và nghe rõ những điều chị chia sẻ đúng không ạ? Rồi chốt nhá, khi chúng ta đặt hoàn cảnh, đặt tâm thế của mình vào tâm thế của nhân vật trữ tình, rơi vào cái khoảnh khắc gây nỗi ám ảnh này,
thì chúng ta sẽ hiểu hơn tác phẩm mà chúng mình sẽ đi tìm hiểu. Vậy thì với Tự Tình Hai của Hồ Xuân Hương thì các bạn chú ý cho chị cái bố cục khi mà chúng mình phân tích nhá. Ở đây thì không biết là các bạn đã có sách giáo khoa chưa, thì ở đây sách giáo khoa của chị đây, à Tự Tình của chúng ta ở đây thì các bạn chú ý cho chị có tất cả là 8 câu thơ. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chờ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn, xiêng ngăn mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn, ngàn nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Và đây là 8 câu thơ trong bài Tự Tình. Với 8 câu thơ này, để phân tích rõ ràng và cụ thể thì các bạn cái công việc đầu tiên khi chúng mình phân tích thơ đấy là chúng mình cần phải phân tách được bố cục của bài. Chỉ khi các bạn phân tích được bố cục của bài thì chúng mình mới phân tích được bài thơ này, mới phân tích được cái cảm xúc của nhân vật trữ tình ở đây là gì. Vậy thì với Tự Tình Hai của Hồ Xuân Hương, không biết là các bạn sẽ chia bố cục như thế nào đây. Với chị, ở phần này các bạn sẽ chia ra làm 4 phần các em nhé. Cái cách chia này là cách chia vô cùng quen thuộc khi chúng ta phân tích những cái tác phẩm theo cái thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Tức là một bài sẽ có 8 câu và trong mỗi câu sẽ có 7 chữ. Tự Tình là một bài thơ như thế. Vậy thì áp dụng cái cách phân tích mà trước nay chúng mình vẫn từng phân tích thì chị sẽ đi chia bố cục của bài này thành 4 phần. Đấy chính là đề, thực, luận, kết. Được không ạ? Chú ý chị nhé. 4 phần đề, thực, luận, kết. Phần 1 là hai câu đầu tiên chị gọi đấy là câu đề. Được không ạ? Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chờ cái hồng nhan với nước non. Ở câu đề này khi mà các bạn đọc ấy thì các bạn sẽ thấy điều gì? À, các bạn sẽ thấy được đầu tiên đó, chúng ta sẽ cảm nhận ngay được cái nỗi sầu tủi của nhân vật trữ tình. Nỗi sầu tủi của nhân vật trữ tình. Đây là hai câu đề. Đó. Tiếp theo, cái phần số 2, chúng ta sẽ có hai câu thực. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Thì ở đây chúng ta thấy cả cảnh, cả tình. Vậy thì với câu thực, chúng ta sẽ thấy thực cảnh và thực tình của nhân vật trữ tình. Thực cảnh và thực tình của nhân vật trữ tình. Được không ạ? Phần 3, chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu sang hai câu luận. Và ở câu luận này thì chúng ta sẽ thấy được rằng xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái sự phẫn uất và cái sự khát khao hạnh phúc của nhân vật trữ tình. Đầu tiên là sự phẫn uất, và đồng thời chúng ta cũng thấy cả sự khát khao mãnh liệt của nhân vật trữ tình nữa. Khát khao mãnh liệt của nhân vật trữ tình, được không ạ? Còn khát khao như thế nào, phẫn uất ra làm sao thì một chút xíu nữa chúng mình sẽ tìm hiểu các em nhé. Rồi, phần cuối cùng đấy chính là hai câu kết. Ở đây thì chúng ta thấy mở đầu đó là khoảng khách đêm khuya, mở đầu bằng thời gian thì kết thúc cũng sẽ bằng thời gian theo cái vòng lặp lại của sự tuần hoàn. Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Dường như với cái sự phẫn uất và khát khao này, dường như nhân vật trữ tình muốn bung tỏa ra tất cả mọi thứ, bung tỏa ra cái sự kìm kẹp của chế độ phong kiến. Thế nhưng dường như cái chế độ phong kiến nó hà khắc đến mức con người dù có càng bùng vẫy, càng dãy dụa bao nhiêu thì cái chế độ phong kiến đó giống như hai cái gọng kìm càng ép chặt con người đến cái mức cùng cực nhất. Vậy thì đến hai câu cuối dường như nhân vật trữ tình lại quay trở lại với cái tâm trạng ban đầu. Đấy chính là cái tâm trạng chán chường và sầu tủi. Đó. Cuối cùng là hai câu kết. Chúng ta lại thấy nhân vật trữ tình lại quay trở về với tâm trạng chán chường và sầu tủi. Được không ạ? Dường như cái cảm xúc của nhân vật trữ tình bắt đầu một cái vòng lặp. Mở đầu là nỗi buồn, là sự sầu tủi. Thông qua những cái sự bày tỏ và nỗi niềm, chúng ta thấy tình cảnh của nhân vật trữ tình, chúng ta thấy cái sự phẫn uất và khát khao của nhân vật trữ tình. Nhưng những cái điều này, dù là khát khao, dù là phẫn uất của nhân vật trữ tình là thế đấy, dường như con người muốn
bước ra khỏi cái vòng cương tỏa của chế độ xã hội phong kiến mục dưỡng lúc bấy giờ. Nhưng các bạn thử tưởng tượng mà xem, con người càng dãy giụa, càng vùng vẫy để thoát ra bao nhiêu, thì chế độ phong kiến lại giống như cái con, giống như cái mắt lưới. Giống như cái mắt lưới, các bạn có xem phim Tây Du Ký thì các bạn sẽ hình dung mà nhân vật Chữ Bát Giới khi rơi vào cái lưới của hồ ly tinh, thì các bạn sẽ thấy được rằng à, càng dãy giụa bao nhiêu thì cái lưới đó lại càng kẹp chặt bấy nhiêu, khiến cho nhân vật trữ tình càng đau đớn bấy nhiêu. Thế nên dù có phẫn uất, dù có khát khao hạnh phúc đến nhường nào đi chăng nữa, thì dường như xã hội phong kiến đó nó còn quá là hà khắc đối với con người, đối với người phụ nữ. Thế nên dù Hồ Xuân Hương có muốn thoát ra, có muốn khao khát, có muốn thể hiện bản thân mình như thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng bà vẫn phải quay trở về với cái sự chán trường của chính mình. Đấy không? Các bạn thấy không? Thì đấy là cái đặc điểm, đấy là cái đặc điểm của xã hội phong kiến, nó đã chi phối đến cái sáng tác của bà. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là à, Hồ Xuân Hương đã bắt đầu ý thức được cái tôi cá nhân của mình, đã bày tỏ nỗi niềm của mình là thế, đã muốn thoát ra cái chế độ là thế. Nhưng đặt trong cái bối cảnh đó là nền văn học trung đại, với cái sự cương tỏa của xã hội phong kiến, với những cái luật lệ hà khắc, thì chúng ta sẽ thấy được rằng ôi, dường như con người cá nhân lúc này vẫn chỉ là manh nha mà thôi. Còn cái sự bùng cháy đến cái mức mà thoát ra khỏi hẳn hoàn toàn chế độ xã hội, thì chúng ta sẽ cùng với chị tìm đến với Tản Đà, cùng chị tìm đến với Xuân Diệu, cùng chị tìm đến với Hàn Mặc Tử trong quá trình học sau này. Còn bây giờ với Hồ Xuân Hương đặt trong cái bối cảnh lịch sử như thế, thì dường như lại quay trở về với cái sự chán trường này. Thì đấy, các bạn thấy không? Cái bối cảnh lịch sử chi phối đến những sáng tác, chúng ta sẽ thấy được cái vòng lặp của tâm trạng khi mà chịu chi phối bởi hoàn cảnh lịch sử. Thì các bạn lưu ý cho chị là như thế khi chúng mình tìm hiểu bài này nhá. Thì chúng ta sẽ thấy là lý do vì sao đến hai câu cuối cùng này, thì cái câu kết, thì tâm trạng của Hồ Xuân Hương lại quay trở về với cái sự chán trường sầu tuổi là như thế. Mở đầu là sầu tuổi, là buồn tuổi, rồi phát triển qua những cái cung bậc cảm xúc, cuối cùng lại quay trở về là như thế này. Rồi, nhớ chị cái phần cấu trúc này, hiểu một cách khái quát là như thế. Nhưng khi đi tìm hiểu từng phần thì chúng ta lại phải phân tách từng câu, từng chữ, từng cái biện pháp nghệ thuật, để từ đó thấy được cái cảm xúc, cái nỗi lòng của nhân vật trữ tình ở đây. Được không ạ? Vậy thì bây giờ chúng mình thử tìm hiểu hai câu thơ đầu tiên. Đấy chính là nỗi sầu tuổi của nhân vật trữ tình nhá. À, vậy thì ở đây các bạn lưu ý cho chị trong sách giáo khoa nhá. Chúng mình cùng với chị tìm hiểu hai câu đầu. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non. Hai câu đầu tiên. Thì các bạn thấy ngay nha chị, cái khoảnh khắc, cái cảm hứng mà nhân vật trữ tình viết ra cái từng câu từng chữ này, nó rơi vào cái khoảng thời gian đêm khuya. Được không ạ? Và đêm khuya ở đây như chị đã nói rồi, một cái thời gian, một cái dấu mốc thời gian gây nỗi kinh hoàng đối với tất cả chúng ta. Vậy thì cái đêm khuya này là thời gian vào buổi đêm, và đây chính là cái thời điểm để con người suy ngẫm về hoàn cảnh của chính mình. Và suy ngẫm như thế nào thì chị cũng đã nói rồi, thân phận lẽ mọt, cảnh quá buộc. So với cái đêm khuya khi con người ta đang ấm êm bên gia đình của mình, thì sẽ thấu hiểu sâu sắc và trọn vẹn đầy đủ những cái nỗi niềm sầu tủi, những cái nỗi bất hạnh của chính mình. Thì đây, đêm khuya là cái khoảng thời gian như thế. Và chính cái khoảng thời gian đêm khuya này còn gợi ra cái sự cô đơn của nhân vật trữ tình nữa. Đó. Thì các bạn lưu ý ở câu, hai câu đề nhá. Các bạn lưu ý cho chị những cái từ khóa mà chúng mình sẽ đi phân tích ở hai câu đề như thế này. Với hai câu đề các bạn chú ý cho chị cái khoảng thời gian. Cái khoảng thời gian đấy chính là đêm khuya. Và đây chính là cái khoảng thời gian mà con người sống thật nhất với chính mình, là cái khoảng thời gian mà con người suy ngẫm về chính mình. Và trong tương quan so sánh với những con người quay trở về với ấm êm hạnh phúc, thì chúng ta thấy được rằng càng gợi ra cái sự cô đơn và lẻ loi của nhân vật. Gợi ra sự cô đơn và lẻ loi của nhân vật trữ tình. Được không ạ? Tiếp theo chúng ta lại sẽ thấy đêm khuya văng vẳng trống canh dồn. Các em ơi, ở đây chúng ta thấy là tiếng trống canh dồn dập văng vẳng. Chúng ta sẽ thấy là đây là một cái thứ âm thanh dồn dập
phát ra từ một nơi xa. Tại sao chúng ta biết đây là âm thanh của nơi xa? Là bởi vì dựa vào cái từ văng vẳng này. Nếu như mà cái âm thanh này, cái tiếng trống canh nó dồn dập mà nó ở gần thì sẽ không bao giờ có cái từ văng vẳng nghe lại đâu. Cái từ văng vẳng này là cho chúng ta thấy cái âm thanh nó ở xa lắm. Mà chúng ta thấy cái tiếng trống canh thì các bạn biết rồi, ngày xưa người ta không có đồng hồ để tính giờ đâu, mà người ta phải đếm từng tiếng trống canh. Và mỗi một cái tiếng trống canh đấy thì sẽ có người gõ, gõ cái tiếng trống hoặc là một khuôn một cái gì đấy để báo hiệu là canh 1 đã qua rồi, canh 2, canh 3, canh 4, canh 5. Thì tức là một đêm là có mấy canh đấy, có 5 canh. Là sau khi hết 5 canh đấy thì là trời sáng. Họ dựa vào những cái canh đó để xem rằng là thời gian đã trôi qua như thế nào, chứ không phải là chúng ta từng giây từng phút như bây giờ đâu. Ngày xưa là đếm từng canh trôi qua, và mỗi một canh trôi qua thì sẽ có tiếng trống canh để điểm báo hiệu rằng cái canh thứ nhất này đã trôi qua rồi. Thì đấy là cái lưu ý cho chị về cái tiếng trống canh vang vẳng dồn dập. Và chính cái tiếng trống canh đó phát ra từ một nơi xa, thì chúng ta thấy là trong cái khoảng thời gian đêm khuya như thế này, cái khoảng thời gian này đêm khuya gợi cho chúng ta thời gian, nhưng đồng thời cũng gợi ra cho chúng ta cả một cái khoảng không gian nữa. Và đây là một không gian vô cùng là tĩnh mịch, vừa gợi ra thời gian, vừa gợi ra không gian. Và trong chính cái sự không gian này, chúng ta lại nghe thấy tiếng văng vẳng của tiếng trống canh. Ở đây chúng ta lại thấy là hình như cái biện pháp nghệ thuật lấy động để tả tĩnh này chúng ta gặp rất là nhiều trong văn học trung đại rồi, đúng không nào? Trong một cái khoảng không gian khuya khuất, một khoảng không gian yên tĩnh như vậy mà lắng tai nghe thấy tiếng trống canh, thì ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng đây là biện pháp lấy động tả tĩnh, được không ạ? Biện pháp lấy động tả tĩnh kết hợp với biện pháp đảo ngữ. Bình thường người ta sẽ viết cái câu thơ này, đó chính là đêm khuya trống canh dồn văng vẳng. Nhưng Hồ Xuân Hương lại viết là đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, tức là đảo văng vẳng lên đầu. Thì tức là vừa sử dụng biện pháp lấy động tả tĩnh kết hợp với đảo ngữ. Và nếu như là đảo ngữ thì chúng ta sẽ thấy là dường như muốn nhấn mạnh điều gì. Và ở đây với cái mô típ đưa cái văng vẳng lên đầu câu nhằm nhấn mạnh những cái bước đi của thời gian, và cái bước đi này vô cùng là gấp gáp vội vàng, nhấn mạnh với biện pháp lấy động tả tĩnh cộng kết hợp với biện pháp đảo ngữ đưa văng vẳng lên, thì chúng ta sẽ thấy là dường như Hồ Xuân Hương muốn nhấn mạnh cái bước đi của thời gian, bước đi của thời gian, nhấn mạnh những cái bước đi của thời gian. Và bước đi của thời gian này dường như vô cùng là gấp gáp, bởi vì chúng ta sẽ thấy cái từ dồn, được chưa ạ? Cái bước đi của thời gian vô cùng là gấp gáp và vội vàng. Và chính cái bước đi gấp gáp và vội vàng của thời gian ở đây, chúng ta sẽ thấy điều gì nữa hả các em? Ở đây chúng ta sẽ thấy cái sự rối bời trong tâm trạng của nhân vật trữ tình. Thông qua cái bước đi của thời gian này, chúng ta thấy sự rối bời trong tâm trạng của nhân vật trữ tình. Tại sao lại như vậy? Chúng ta thử đặt hoàn cảnh của chính mình vào Hồ Xuân Hương mà xem, vào trong hoàn cảnh của nhân vật trữ tình mà xem. Giá như đêm khuya cứ im lặng mà trôi qua, chúng ta cứ suy ngẫm về mình, nhưng trong chính cái khoảng đêm khuya thanh vắng và tĩnh mịch như vậy, chúng ta lại thấy tiếng trống canh dồn dập báo hiệu thời gian đang trôi qua. Những bước chảy trôi của thời gian dường như nó vô cùng gấp gáp và vội vàng. Từng tiếng trống canh dồn dập vang lại, chúng ta thấy những cái bước đi của thời gian dường như canh 1, canh 2 đã trôi qua rồi. Cái đêm khuya càng ngày càng về khuya, càng vắng lặng, càng tĩnh mịch. Và cái khoảnh khắc khi mà con người càng tiến về khuya thì dường như tâm trạng này lại vô cùng rối bời hơn. Bởi vì càng vắng lặng, càng yên tĩnh bao nhiêu thì tâm trạng lại càng có những cái rối bời bấy nhiêu.
lại càng suy ngẫm bấy nhiêu, lại càng nghĩ về mình bấy nhiêu. Được không ạ? Thì thông qua cái bước đi của thời gian này, chúng ta thấy được cái sự rối bời trong tâm trạng của nhân vật trữ tình là như thế. Thì các bạn thấy ngay ở câu thơ đầu tiên gợi ra cho chúng ta một khoảng không gian và thời gian vô cùng là tĩnh mịch và yên ắng. Và để rồi trong chính cái khoảng không gian thời gian đó, chúng ta thấy được tâm trạng của nhân vật trữ tình với đầy những cái rối bời. Bởi vì dường như lúc này con người đang suy nghĩ về thân phận của chính mình, về số phận của mình, về cái số phận éo le oan trái của mình. Đó, thì ngay câu thơ đầu tiên đã mở ra cho chúng ta cái hoàn cảnh của nhân vật trữ tình rồi. Và tiếp theo, ở cái câu thơ thứ hai chúng ta sẽ thấy cho cái hồng nhan với nước non. Và ở cái câu thơ thứ hai này thì chúng ta thấy dường như bắt đầu trong cái không gian đó sẽ có sự xuất hiện của nhân vật trữ tình. Và nhân vật trữ tình ở đây được xuất hiện đó là cái hồng nhan. Được không ạ? Cái câu thơ thứ hai, các bạn lưu ý cho chị này. Cho cái hồng nhan với nước non. Vậy thì chúng ta thấy được rằng đầu tiên, cái từ đầu tiên đó đập vào cái thị giác của chúng ta, đấy là từ chơ. Và cái từ chơ này các em ạ, chúng ta thấy đây vừa là động từ, đồng thời cũng là tính từ. Và chính cái động từ tính từ này gợi cho các bạn cái sự cô đơn và lẻ loi. Tại sao chị nói như vậy? Là bởi vì chúng mình thử lưu ý mà xem, trong một đám đông chúng mình cùng nhau đi chơi, nhưng mà chơ lại có mỗi một mình. À, tức là chơ này là động từ nhưng đồng thời cũng là tính từ để diễn tả cái sự cô đơn và lẻ loi. Nhưng nếu như chỉ dừng lại ở đây thôi thì có lẽ là cái sự cô đơn lẻ loi nó mới chỉ ở cấp bậc 1 thôi. Nhưng cái từ chơ này lại được đặt ở đầu câu. Đặt ở đầu câu, ở đây tiếp tục lại sử dụng biện pháp đảo ngữ. Mà đã là đảo ngữ thì chắc chắn nhằm nhấn mạnh một điều gì đó. Và Hồ Xuân Hương muốn nhấn mạnh cái sự cô đơn và lẻ loi của chính mình, của những người phụ nữ đang rơi vào hoàn cảnh giống như bà. Chơ cái hồng nhan với nước non, còn lại mỗi một mình ngồi ở đó trong cái khoảng không gian thời gian đó. Chơ lại một mình cùng với nước, cùng với non. Chơ là động từ, là tính từ để diễn tả sự cô đơn và lẻ loi, nhưng lại được đặt ở đầu câu là biện pháp đảo ngữ, đồng thời muốn nhấn mạnh hơn nữa, tăng tiến cái cấp bậc của sự cô đơn và lẻ loi lên đến cái mức tột đỉnh. Đó, thì đấy là các bạn lưu ý cho chị cái động từ chơ này nhá. Và thêm vào đó nữa, cái hay của Hồ Xuân Hương khi sử dụng trong câu thơ này đó là sử dụng hồng nhan. À, cái từ hồng nhan ở đây là gọi cho chúng ta là người phụ nữ đẹp, các em ạ. Tiếp theo, cái từ hồng nhan. Cái từ hồng nhan này các bạn lưu ý cho chị, trong sách giáo khoa trang 19 thì sách giáo khoa có lý giải hồng nhan ở đây là má hồng, tức chỉ người con gái đẹp. À, mà người con gái đẹp này lại được kết hợp với từ cái. Mà từ cái này chỉ dùng để chỉ cái gì nhỉ? Dùng chỉ để sự vật thôi. Giống như cái chổi, cái bàn, cái bút, cái quần, cái áo, chứ không ai nói cái hồng nhan, không ai nói cái người con gái đẹp cả. Vậy thì chính cái sự kết hợp hồng nhan với cái này cho chúng ta thấy được rằng giá trị của người phụ nữ đang bị coi thường và rẻ rúng. Giá trị của người phụ nữ bị coi thường và rẻ rúng. Cái sự coi thường rẻ rúng này nó được thể hiện ở từ cái này. Bởi vì không ai dùng cái đối với người con gái cả, đối với con người cả. Cái này chỉ kết hợp với những danh từ chỉ sự vật mà thôi, như cái bàn, cái ghế, cái quần, cái áo, cái quạt, chứ không ai nói cái hồng nhan cả. Nhưng Hồ Xuân Hương đã nói như thế. Và chính cái hồng nhan này cho chúng ta thấy được rằng giá trị của người phụ nữ đang bị coi thường và rẻ rúng, các em ạ. Thì đó là cái cách kết hợp từ ngữ của Hồ Xuân Hương để thể hiện cái nỗi lòng của chính mình, thể hiện được cái sự thật mà Hồ Xuân Hương muốn phơi bày trong cái xã hội phong kiến đó. Thân phận của người phụ nữ bị coi thường, rẻ rúng đến mức cùng cực. Và trong chính cái câu thơ số 2 này, chúng ta còn thấy cái hình ảnh đối lập, đó chính là cái hồng nhan với nước non. Sử dụng cái hình ảnh đối lập
Tại sao chị ấy nói ở đây Hồ Xuân Hương sử dụng hình ảnh đối lập? Bởi vì chúng ta thấy cái hồng nhan. À, cái hồng nhan ở đây là một cái gì đấy vô cùng là nhỏ bé và hữu hạn. Cái hồng nhan đối lập với nước non. Được chưa ạ? Cái hồng nhan sẽ gợi ra cho chúng mình đó chính là sự nhỏ bé, sự hữu hạn. Được không ạ? Còn bên này, đối với cái hồng nhan là nước non, mà nước non lại mở ra cho chúng ta một cái không gian vô cùng là lớn lao và vô hạn. Chính cái biện pháp đối lập giữa cái hữu hạn, cái nhỏ bé với cái lớn lao và vô hạn như thế này, thì chúng ta sẽ thấy được rằng lại càng nhấn mạnh hơn cái sự cô đơn và lẻ loi. Cô đơn và lẻ loi. Được không ạ? Nếu như cái hồng nhan này được đặt trong những cái hồng nhan khác thì chúng ta sẽ thấy nó vô cùng là bình thường. Nhưng ở đây chỉ duy nhất cho ra một cái hồng nhan, nhưng một cái hồng nhan này đang cho ra còn lại mỗi một mình lại đối diện với cái không gian là nước non vô cùng là rộng lớn. Một cái hồng nhan nhỏ bé và hữu hạn đối lập với cái không gian lớn lao và vô hạn của nước non như thế này thì dường như sẽ gợi mở hơn cho chúng ta cái sự cô đơn và lẻ loi, đúng không ạ? Nếu như tất cả chúng ta đều nhỏ bé và hữu hạn, nhưng tất cả được chúng ta đang cùng đứng với nhau, cùng đang ngồi với nhau, thì có lẽ cái sẽ không có cái sự so sánh đó. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là bình thường. Nhưng chỉ duy nhất có mỗi một chúng ta đối diện với khoảng không gian bao la và rộng lớn đó ở nước non thì dường như lại càng tăng thêm cái sự cô đơn, đúng không ạ? Vừa là cái trơ lại một mình, vừa là đảo ngữ để nhấn mạnh cái sự cô đơn rồi, và bây giờ ở đây còn kết hợp với cái biện pháp đối lập giữa cái hồng nhan và nước non, càng làm tăng cái sự cô đơn và lẻ loi của nhân vật trữ tình. Vậy thì chốt lại, ở hai câu đề này chúng ta sẽ thấy được rằng đó chính là sự cô đơn. Khi mà chúng ta phân tích xong hết một hồi với những cái phần từ ngữ, với những cái biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong thơ, thì chốt lại ở đây chúng ta sẽ thấy được sự cô đơn và trơ trọi, và đồng thời ở đó cũng là cái sự tủi hổ và bẽ bàng. Tủi hổ và bẽ bàng của nhân vật trữ tình. Nhân vật trữ tình trong đêm khuya. Chốt lại là như vậy các em nhá. Với tất cả những điều mà chúng ta vừa mới phân tích phía trên, từng từ ngữ mà Hồ Xuân Hương sử dụng, từng cái biện pháp nghệ thuật, từng cái cách kết hợp từ ngữ trong thơ của Hồ Xuân Hương ra làm sao, qua đó chúng ta sẽ thấy được sự cô đơn, sự trơ trọi và tủi hổ bẽ bàng của nhân vật trữ tình được đặt trong một khoảng không gian và thời gian rộng lớn vô cùng. Và cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian đêm khuya, là cái khoảng thời gian mà con người có thể sống thật với chính mình, con người có thể suy ngẫm về cuộc đời mình. Và cái không gian là không gian vô cùng rộng lớn, đó là nước non, càng làm tăng thêm cái sự cô đơn và trơ trọi của nhân vật trữ tình. Vậy thì chốt lại, hai câu đầu này cho chúng ta thấy sự cô đơn và trơ trọi, sự tủi hổ và bẽ bàng của nhân vật trữ tình khi mà nhân vật trữ tình đứng trước một khoảng không gian và thời gian vô cùng rộng lớn và tĩnh mịch. Chốt lại là như vậy các em nhé. Vậy thì cùng với chị tìm hiểu hai câu đề thì chúng mình đã hiểu về, hiểu được chưa nào? Các bạn đã hiểu phần này chưa? Các em ơi, các em đã hiểu phần này chưa nhỉ? Các bạn có thể comment cho chị biết là các bạn đã hiểu rồi, hay là các bạn chưa hiểu, hay là các bạn có thể comment ở đây cho chị rằng là em hiểu rồi, hoặc nếu mà chưa hiểu chỗ nào thì cũng có thể comment cho chị biết nhá. Còn nếu như mà chị hiện tại là chị cũng vẫn chưa đọc được phần bình luận của các em, thế nên chị cũng rất là mong nhận được tín hiệu của các bạn là các bạn vẫn hiểu bài, vẫn đang theo dõi cả phần bài giảng này của chị, thì các bạn thả tin cho chị để chị nhận được tín hiệu nhé. Còn bây giờ là chị đang phát tín hiệu SOS bởi vì chị đang không đọc được bình luận của các em. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Các bạn thả tín hiệu cho chị biết là các bạn vẫn còn đang lắng nghe cái phần bài giảng mà chị đang chia sẻ với các bạn được không? Rồi, nếu như mà các bạn không phản hồi và cũng
không phát tín hiệu cho chị thì có lẽ là trong một cái khoảng thời gian nhất định như thế này thì chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời, con người, sự nghiệp của sáng tác của Hồ Xuân Hương. Và từ đó, với những cái phần mà chúng mình tìm hiểu trong quá trình phân tích thì chị luôn luôn cho chúng mình thấy được rằng nó sẽ tác động như thế nào đến sự nghiệp sáng tác. Và nói gọn lại, nói cụ thể hơn thì là đối với Tự Tình 2 mà chúng ta vừa mới phân tích ở đây. Vậy thì trong khoảng thời gian có hạn như thế này thì chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu hai câu đầu tiên trong bài thơ Tự Tình của Hồ Xuân Hương. Và mong rằng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chị sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Hồ Xuân Hương, giúp các bạn hiểu hơn về Tự Tình, giúp các bạn hiểu hơn về thân phận của những người phụ nữ sống trong những cái năm tháng đậy đọa của xã hội phong kiến xưa các em nhé. Và mong rằng các bạn sẽ thấu hiểu hơn với những người phụ nữ sống trong hoàn cảnh đó. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ yêu hơn những người phụ nữ xung quanh mình nhé các em nhé. Và mong rằng chúng ta sẽ làm được những điều ấy. Vậy thì trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chị xin phép được dừng lại ở đây. Và mong rằng là chúng mình sẽ được gặp lại nhau trong những cái buổi phát tiếp theo. Và chị cũng rất mong được là người đồng hành của các bạn trong khóa học, trong khóa học văn VIP dành cho các bạn 2K6. Và trong khóa học này thì chị sẽ là người đồng hành cùng với các bạn từ đầu năm cho đến cuối năm. Chúng mình sẽ cùng nhau đi chinh phục tất cả các phần kiến thức có trong chương trình ngữ văn lớp 11. Còn trong buổi phát trực tiếp này thì có lẽ một khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì chúng mình đã cùng nhau chinh chiến qua khá là nhiều phần rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai với những cái phần kiến thức tiếp theo các em nhé. Bye bye. Hẹn gặp